Thưa chị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý vừa bị công an bắt đưa trở lại nhà tù vào lúc 2 giờ rưỡi chiều nay sau thời gian ông được tạm trả tự do để chữa bệnh. Linh mục quản lý nhà chung Lê Quang Viên thuộc Tòa Tổng giám mục Huế xác nhận thông tin này với Đài Á Châu Tự Do, chỉ nói kịp là có việc bắt đi. Linh mục Lê Quang Viên cáo lỗi vì quá bận không thể thông tin chi tiết về vụ việc. Như vậy thôi, chỉ có như vậy thôi. Dạ, như vậy là ngài cũng bị đưa đi rồi thưa cha. À vâng. Giờ tôi đang bận việc chủ cửa nhà. Bây giờ tôi đang có công việc cần đó. Linh mục Phan Văn Lợi, một người bất đồng chính kiến cũng xác nhận điều này, nói là ông được Linh mục Lê Quang Viên cho biết như sau. Là vào lúc là 14:30 ngày 25 tháng 7 hôm nay, thì là chính quyền đã đến tại nhà chung, tức là xe công an và đem theo xe cứu thương đến tại nhà chung để mà bắt Linh mục Lý về lại nhà tù, là kết thúc là 1 năm 4 tháng là nhà cầm quyền tạm thả Linh mục Lý để chữa bệnh. Thì từ khi tiến hành sự việc thì là công an đã mời linh mục quản lý nhà chung là Lê Quang Viên đến để ký nhận. Thì linh mục Lê Quang Viên đã ký nhận nhưng với một điều kiện là ghi rõ trong giấy rằng là linh mục Lý chưa bình phục và đang trong thời kỳ bệnh tật. Lúc đầu công an chấp nhận có sự đối co gì đó, nhưng mà cuối cùng thì công an đành phải để cho linh mục Viên viết, bằng không thì linh mục Viên sẽ không ký. Linh mục Nguyễn Văn Lý là người tù lương tâm và tôn giáo được quốc tế biết đến và bên vực. Ông bị kết án tù nhiều lần. Lần sau cùng vào năm 2007, ông bị kết án 8 năm tù trong một phiên tòa sôi nổi mà hình ảnh và âm thanh được phổ biến khắp thế giới. Ông được nhà cầm quyền Việt Nam tạm trả tự do 1 năm để chữa bệnh, sau đó gia hạn 3 tháng nữa và nay đã hết hạn. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của Linh mục Nguyễn Văn Lý nếu ông bị bắt giam trở lại. Tuy nhiên, đáp lại những cảnh báo này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết nếu sức khỏe của Linh mục Lý bình thường trở lại sau thời gian được tạm trả tự do để chữa bệnh thì ông sẽ được đưa trở lại nhà tù.